thêm miếng này nha. Quá trời ông cả nhà. Này heo. Ông này nó kẹt nó dướng cái sông lá, ông này hung dữ lắm. Nó đóng ngoài trống thì ngon. Tay sông lá mày bảnh thấy không? Cái ổ nào mà đóng khúc khúc vậy hung dữ thận. Hút ong cả nhà. Chịu đòn mà, chịu đóng ăn xôi á. Anh bạn đội hộ nguyên khó leo dữ lắm. Bắn bắn chùm cái đầu vô, bắn cái quần dài vô, nó là lên Trung Quốc đó. Trời ơi. Thiệt. Nay cho con mập nãy leo. Lên. Lên quạt cái nhánh xuống luôn. Ổ này cục mật hả? Được. Ổ này cục mật không phì hung mà có điều nó cục mật chạy dài. Rồi, hôm nay đi hút con gừng luôn nha cả nhà. Vô tình buổi chiều có người kêu đi hút. Ổ nói chung là bự lắm nè. Ổ này khá to luôn. Nằm những cây cây u. Quá trời cái đầu mặt nó phì. Nha thấy không? Ổ này quá trời bự luôn này. Hôm nay trời tới giờ ổ này cũng bữa luôn. Hút chia với chủ nhà nghe cả nhà. Ổ này phải đốt đuốc ở dưới mới lên được. Còn không lên lên là có với nó luôn á. Ô ong này chắc hung lắm nha cả nhà. Rồi. Trời ơi. Quá trời bự luôn. Ổ này quá bự rồi anh em ơi. Mình quay cái đầu mặt cho anh em coi nè. Nhiều không được, chắc trời nó chảy kèo. Làm hai cục mặt luôn nè. Thấy không? Ngon ghê không? Rất có đốt luôn rồi. Quá trời cục mặt nó ngon. Quá bự luôn, làm hai cục luôn mới ghê.
Trời ơi, quá khủng rồi. Còn một cục nữa nha anh em. Ê, rồi, rớt tiêu cái dao rồi. Mình xuống dưới mình lấy cái mới được. Ơ trời, thiệt tình. Rớt cái dao. Đó, mặt ngay đây đi. Dao rớt đâu rồi? Đây nè, rớt cái dao bắt tụt xuống nữa. Giờ này cũng chiều rồi, anh em coi video có mờ anh em thông cảm nha. Đây cái điện thoại mình chắc chiều nó quay không có được rõ. Còn cục mặt nữa rồi, lúc nó tới hai cục nữa. Được không? Quá trời mặt. Phải cắt cục còn chưa hết nữa. Rồi giờ mình tuột xuống nè. Con ong này hên xui, không biết nó có đóng lên không hay là nó đi luôn đi. Đây này, gọt gọt cái tàn nó như quá trời luôn. Nó đóng chắc nó đóng ngược kia vô nữa quá. Rồi nó bu đây nè anh em. Quá ngon. Cũng quán một mặt không. Đây cục này, đây cục nữa nè nha. Chạy kèo. Thôi giờ đi ra thôi nha. Con ong này tỷ lệ ở chắc cũng 50-50. Tại mình gọt phạm dĩ nhiều quá, chạy kèo quá nên khó gọt lắm nha anh em. Ông nó chạy kèo tiêu rồi.
gọt có chừa dí lại mà không biết nó đóng lại được, nó đóng hay không đóng hên xui. Ổ này là có người đốt rồi nè, có người đốt không được nè. Ừ, em thấy cái dấu đốt ở dưới góc mà. Có ông cầu vậy. Đây, như này hả? Ừ. Thôi. Đưa từ từ lấy mặt nha. Lấy cái thao ra nè, cục này cục nhỏ. Con hai này đi. Cỡ 2 lít tầm. 2 lít. Cục nhỏ rồi. Rồi vô nhà đi tính tiếp. Đi. À mấy gì? À mấy tháo điện thoại ra cái này. Rồi đi về luôn nha cả nhà. Mới hút xong. Mật thì cũng được, chắc cỡ 2 lít à. Chủ nhà người ta mua lại hết luôn rồi. Nói chung cũng thơm nha. Chủ nhà kêu hút rồi mua lại luôn rồi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem video thứ hai nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha.